đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Chả là tại cái con bé La La hại anh ý. Ở đây có một số từ chuyên ngành, bạn nào có thể dịch được? Thưa thầy, em không thể làm được. Hạnh, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì thế? Thực ra thì tớ không tài giỏi như mọi người nói đâu. Tớ cũng nghĩ thế. Làm gì có ai toàn diện cả đâu, đúng không? Cậu không thất vọng về tớ chứ? Sao lại thất vọng chứ? Mình chỉ hơi bất ngờ thôi. Vì mình thấy hôm nay trông cậu cứ buồn buồn ấy. Mình học nốt ngày hôm nay, tuần sau sang Anh du học rồi. Có lẽ đấy là lý do mà mấy hôm nay mình hơi buồn. Du học á? Ừ. Mình sang đấy học chắc khoảng 3-4 năm. Không biết bao giờ mình có dịp đi về cùng cậu nữa. Có gì thì giữ liên lạc nhé. Anh trai mình đến rồi. Cậu nói gì cơ? Anh trai á? Sao cậu không nói ngay từ đầu? Ôi Mỹ Hạnh ơi là Mỹ Hạnh, đang tự nhiên thì lại đi du học. Hay là cô ấy nghĩ mình có người yêu nên mới bỏ đi nhỉ? Phương án A đúng, phương án B sai. Ôi tôi điên đấy, tôi điên đấy. Tôi bị điên. Ôi anh ơi, dạo này trên MTV toàn có bài hot. Hay ơi là hay. Vừa ăn cơm xong anh lại định ăn nữa đấy à? Phương án A đúng, phương án B ừ. Chắc lại chuyện chị Hạnh như gì. Thôi bỏ qua đi, chị đi du học rồi mà. Đừng buồn nữa. À, em bảo không buồn là không buồn thế nào? Làm gì có gì vui đâu mà không buồn. Cười lên. Tí nữa La La đến anh em mình sẽ đi ăn kem. Lâu lắm rồi mình không tụ tập ở quán kem đấy. Ô La La kìa. Thiệt đấy. Anh Đô Béo ơi. Anh Đô Ú ơi. Thấy đẹp thế nhở. Anh
Này xin không, xin không. Này, sao anh có thể dành bộ mặt đau khổ như thế cho người yêu? Hả? Váy đẹp quá. Phải quá đẹp. Ghê quá. Anh phải nói là cả em và váy đều xinh chứ. Thôi, buồn gì nói cho em nghe đi. Đi, đi. Này, để tôi đứng đây một mình à? Vô Duyên, anh đâu đang buồn thế này? Cậu đứng đấy làm gì? Xuống nhà, xuống nhà lấy cho tôi cốc nước. Vừa đi ăn bún chả về, khát khô cả cổ, nhanh. Bún chả. Đi. Người yêu ơi, em có thể làm gì cho anh hết buồn bây giờ? Hả? Hay là ra ngoài đi chơi đi, đi. Phương án A, không ra ngoài đi chơi vào giờ này. Phương án B, không cần phải làm gì để cho hết buồn. Nghe chưa? Hay là em thiết kế cho anh một bộ quần áo đảm bảo không đụng hàng. Ok. Phương án A, không cần phải thiết kế một bộ quần áo. Phương án B, anh khó chịu quá đấy. Cái này cũng lắc, cái kia cũng lắc. À, A, B, B, cái gì? Mệt cả người. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, em bảo cái này. Em cù anh nhá. Hết buồn chưa? Càng cù, càng buồn. Càng buồn, càng cù. Thôi hết rồi. Hết thật rồi. Tốt. Em bảo này, vào đây, vào đây, vào đây. Ừ. Bảo này. Ừ.